Nhịp đập thị trường Việt kỳ 1, bong bóng trái phiếu. Chào bạn, thị trường đầu tư ở Việt Nam đang rơi vào tình cảnh lãi suất tăng mạnh, chứng khoán rơi tự do, giá vàng lỗ liên tục, bất động sản thì đóng băng khi ngân hàng siết room tín dụng. Và tâm điểm của thị trường lúc này có thể nói đến là trái phiếu doanh nghiệp. Hàng chục nghìn thậm chí là hàng trăm nghìn tỷ trong thị trường trái phiếu sắp đáo hạn vào thời gian sắp tới sẽ phải được xử lý thế nào để ổn định thị trường? Và rủi ro nổ bong bóng trái phiếu trong thời hạn tới là rất lớn. Để đồng hành cùng các nhà đầu tư ở Việt Nam trong thời gian khó khăn sắp tới, chúng tôi sẽ cho ra mắt series video về chủ đề Nhịp đập thị trường Việt, với mong muốn cập nhật những tin tức nóng hổi nhất xung quanh mảng đầu tư, cũng như những chia sẻ nhận định xung quanh các vấn đề nhức nhối của xã hội. Chúng tôi mong muốn đem đến cho quý nhà đầu tư một món ăn tinh thần giữa thời kỳ khủng hoảng đa diện như hiện tại. Và hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với chủ đề được xem là tâm điểm của thị trường đầu tư hiện tại, bong bóng trái phiếu doanh nghiệp. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Phần 1. Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau của cổ phiếu và trái phiếu. Để dễ hình dung thì cổ phiếu là do công ty cổ phần phát hành và không có kỳ hạn cụ thể. Cổ phiếu được niêm yết lên các sàn giao dịch chứng khoán và mua bán giao dịch dễ dàng. Còn để hiểu rõ hơn về trái phiếu, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Trái phiếu là một loại chứng khoán huy động vốn, trong đó quy định nhà phát hành, tức là người đi vay, phải trả cho nhà đầu tư, tức là người cho vay, một khoản tiền với một lãi suất cố định trong một thời gian xác định. Nhà phát hành trái phiếu phải hoàn trả khoản vay cho nhà đầu tư khi nó đáo hạn. Hiện nay, trái phiếu thường được phân loại dựa trên nhiều đặc điểm khác nhau, phổ biến là cách phân loại theo chủ đề phát hành, bao gồm trái phiếu ngân hàng, các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành trái phiếu nhằm tăng thêm vốn để hoạt động. Trái phiếu chính phủ phát hành trái phiếu để đáp ứng được nhu cầu chi tiêu. Ngoài ra còn có mục đích để huy động số tiền nhàn rỗi của dân, tổ chức kinh tế xã hội. Trái phiếu của chính phủ được xem là có uy tín nhất và ít rủi ro nhất trên thị trường. Trái phiếu doanh nghiệp. Đây là các trái phiếu được các doanh nghiệp, công ty phát hành ra để tăng vốn hoạt động của doanh nghiệp. Trái phiếu của doanh nghiệp có rất nhiều loại và vô cùng đa dạng. Phần 2. Hiện trạng trái phiếu hiện nay ở Việt Nam. Dư nợ đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 và 2024 ước tính lần lượt ở mức 350.000 và 370.000 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ đang đè nặng lên vai các doanh nghiệp trong tình hình lãi suất tăng cao và khó khăn tài chính bùa vây khắp nơi. Thống kê từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VBMA, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SSC trong tháng 9 năm 2022, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 28.833 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các doanh nghiệp đều đang cố gắng giảm nhẹ sức nặng của trái phiếu đáo hạn cho năm sau. Điều đáng lo hiện nay là trái phiếu đến từ nhóm ngân hàng và các công ty bất động sản. Hiện nay, do niềm tin vào mảng ngân hàng sau sự cố của SCB và việc siết room tín dụng bất động sản đã làm cho khả năng đảo nợ trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng là khá thấp. Trong khi đó, dòng tiền doanh thu từ thị trường bất động sản cũng bị cho là đang đóng băng vì những khó khăn chung của nền kinh tế. Như vậy, mọi thứ đã khó khăn trong năm nay, dự kiến sẽ còn khó khăn hơn nữa trong những năm sau. Các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ rơi vào ba tắc: tắc vốn tín dụng từ ngân hàng, tắc vốn cộng đồng từ trái phiếu, tắc vốn huy động do doanh thu bị ảnh hưởng. Các yếu tố này nếu không sớm được gỡ rối sẽ dẫn tới các doanh nghiệp trong nước đến bờ vực phá sản vì cùng lúc có quá nhiều áp lực tài chính, đặc biệt là đáo hạn trái phiếu. Vì ở Việt Nam, cho dù phá sản thì doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại toàn bộ trái phiếu đáo hạn cho người dân trước khi xử lý các khoản nợ khác. Ngoài ra, vụ lùm xùm xung quanh câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp chắc chắn sẽ để lại ấn tượng và niềm tin xấu trong lòng nhà đầu tư. Người dân cũng sẽ bắt đầu e dè khi nghe đến thuật ngữ trái phiếu doanh nghiệp. Và đó là những chia sẻ tâm huyết nhất đến từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi trong số này. Với những insight đặc thù về kinh tế, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chủ đề nóng hổi khác trong video lần sau. Xin mời các bạn chú ý đón theo dõi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến video này, hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Các bạn cũng có thể tham gia các nhóm Facebook của cộng đồng CryptoLinkVN để liên tục cập nhật những tin tức vĩ mô. Link tham gia sẽ nằm ở mô tả của video này. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe ngay kênh tin tức của CryptoLinkVN để liên tục cập nhật những chia sẻ tâm huyết nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.